Xin chào các bạn, Hải Thương rất vui khi luôn được đồng hành cùng các bạn trong các bản tin hàng ngày của Thai New 24 giờ. Và hôm nay có những thông tin gì đáng chú ý mà không thể bỏ qua. Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi nhé. YG hoãn màn comeback của Blackpink để debut nhóm nữ mới, fan nổi cơn thịnh nộ, đuổi nhau phải không? Sáng ngày 11 tháng 1 trên Twitter rầm rộ hàng loạt hashtag trending liên quan đến việc Blackpink đã quá lâu không comeback, những từ khóa như Blackpink comeback now, Blackpink trở lại ngay lập tức. Stop delaying Blackpink dừng lại việc trì hoãn Blackpink, thay nhau chiếm giữ vị trí số 1 top trending của Việt Nam. Không chỉ riêng ở Việt Nam, fan quốc tế cũng đẩy mạnh hai hashtag này, cùng nhiều sự bức xúc khi mà lịch trình comeback của nhóm vẫn luôn là một ẩn số. Được biết, một tin đồn dâm gian trong ngành xuất hiện chính là nguồn cơn của sự phẫn nộ trong lòng fandom. Tin đồn này cho biết là YG sẽ tiếp tục delay màn comeback của Blackpink để ưu tiên cho màn debut của nhóm nữ tân binh khác. Kể từ lớp Six Girls phát hành hồi tháng 10 năm 2020, Blackpink vẫn chưa có dấu hiệu nào cho sự trở lại. Trước đó, nhiều bản báo cáo tài chính chỉ ra Blackpink sẽ comeback vào cuối năm 2021, nhưng bây giờ đã là tháng 1 của năm 2022 rồi, nhưng mà nhóm vẫn chưa có hin nào phát hành ca khúc mới. Tuy không có album comeback toàn nhóm, nhưng trong năm 2021, Blackpink có hai album debut solo đến từ vị trí của Rose và Lisa là On the Ground và La Lisa. Jennie và Jisoo cũng bận rộn với những lịch trình phim ảnh thời trang cá nhân. Có thể thấy 2021 là một năm mà YG đẩy mạnh những hoạt động cá nhân cho các thành viên Blackpink. Chính vì vậy, các fan rất mong chờ sự trở lại sớm trong năm 2022 của đội hình 4 người. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của KNew 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp mời các bạn để lại trong phần bình luận bên dưới video này để đội ngũ chúng mình có thể kịp thời trả lời nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.